Thưa quý vị, nhằm xử lý triệt để các bãi rác tự phát trên địa bàn, từ đầu tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Tây Ninh đã cử lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra chốt chặn tại các tuyến đường có phát sinh bãi rác nhằm phát hiện và xử lý người có hành vi vứt bỏ rác không đúng nơi quy định. Sau một tuần triển khai tuần tra chốt chặn tại các tuyến đường có phát sinh bãi rác, lực lượng bảo vệ dân phố đã phát hiện và mời về Ủy ban Nhân dân phường làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 1 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp với tổng số tiền là 400.000 đồng. Các trường hợp sau khi làm việc đã nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành việc thu gom số rác thải đã vứt bỏ và đóng phạt theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường 3 đã cũng có để những cái bảng cấm đổ rác, thì người dân vẫn là tiếp tục là đổ rác theo cái gần các tấm bảng biển hiệu luôn, biển hiệu cấm luôn. Chúng tôi đã tổ chức cho anh em là khoảng 10 người, thì gồm có phân ra các chốt để mà theo dõi người dân đổ rác. Thì anh em chúng tôi là có đến giữ xe và giữ những cái tang chứng, vật chứng của cái rác thải đó, nhất là rác sinh hoạt. Đấy, chúng tôi là đến đó giữ và đồng thời người dân có khi cự cãi đến anh em chúng tôi, thì buộc lòng chúng tôi phải báo về là Ủy ban dân phường 3, Ủy ban dân 3 là kết hợp với cảnh sát khu vực để mời người dân đó về, thì giao cho Ủy ban dân phường 3 xử lý và chúng tôi tiếp tục nằm chốt ra này. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường trên địa bàn phường 3 thành phố Tây Ninh, trước đây có các bãi rác tự phát như là tuyến đường E giao với đường Nguyễn Văn Bạch, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với đường Trương Tùng Quân, và trên tuyến đường Trường Chinh hiện nay rác thải đã được thu gom khá sạch sẽ, tạo nên diện mạo mới xanh sạch đẹp cho đô thị. Thưa quý vị, chương trình Vì Văn Minh Cuộc Sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ. Email tin thời sự ttv11a@gmail.com, Inbox, Facebook / Tây Ninh TV Online, hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình.